Để xương cá tiếp đó là thịt gà tươi sống, hành tây, hành lá lên vị bắt đầu nướng. Cách nấu này đơn giản và thô bạo. Bỏ cà tỏi và gừng vào để nướng. Chỉ cần là đồ chúng ta ăn được thì đều có thể nướng bằng than. Chẳng mấy chốc, mùi hương xương cá nướng tỏa ra khắp nơi. Dầu thấm từ trong ra ngoài. Trong quá trình nướng, phải lật không ngừng để không bị cháy. Dầu chảy ra sẽ rơi xuống than củi, làm cho ngọn lửa càng lớn hơn. Hành lá cũng cần lật lại. Việc nướng ở nhiệt độ cao khiến phản ứng mỡ càng dồi dào. Phản ứng này là phân ly hợp chất amin và đường khử. Để lửa vừa hoặc lửa nhỏ sẽ làm lặp đi lặp lại sự kết tụ. Ngưng tụ phản ứng sẽ tỏa ra mùi hương nồng nàn, khiến bạn thèm ăn hơn. Nhưng lửa lớn sẽ làm rau củ dễ bị cháy. Dầu không ngừng chảy xuống than củi, lửa càng lúc càng lớn, phản ứng mỡ càng mãnh liệt. Phản ứng càng mãnh liệt, dầu chảy ra càng nhiều. Anh trở nên mạnh mẽ hơn để ngăn xương cá không bị cháy và có thể mang lên phục vụ. Thịt gà và rau củ ngoài giòn trong mềm. Lúc chúng chín được 7 phần, thời gian nướng cũng kết thúc. Các loại rau củ và nguyên liệu khác cũng cùng có thể mang ra phục vụ. Nước tương đun trong nồi cũng cần phải nấu. Cho thêm vào một gói nguyên liệu đặc biệt. Những nguyên liệu lúc nãy nướng bỏ vào nồi đun. Những nguyên liệu này dùng làm canh. Trong lúc đun, không ngừng khuấy đều khiến mùi vị càng thêm phong phú. Nửa tiếng sau, vớt gói nguyên liệu và các nguyên liệu khác ra nước. Canh hoàn thành với mùi vị đậm đà. Sau đó đem ướp lạnh trong nồi đất. Cá trình mới là nhân vật chính hôm nay. Cá trình phi lê sẽ là món chính của nhà hàng. Hải sản thì không thể thiếu tôm. Tôm sau khi bóc vỏ có màu trắng và mềm. Để phục vụ yêu cầu của thực khách, mỗi lô hàng tôm đều được loại bỏ đầu và vỏ. Tiếp theo xiên cá trình phi lê lại với nhau. Dưới thao tác thành thục của đầu bếp, các kìm sắt xiên ba con cá trình theo một khoảng cách nhất định. Tiếp đó cuộn lại cho dễ xếp. Những con cá khác cùng làm như vậy. Sau thời gian dài, toàn bộ cá trình được xiên và cuộn lại với nhau. Đơn hàng tiếp theo của thực khách, cá chép có kích thước lớn cũng được mang ra phục vụ. Cắt bỏ đầu cá chép trước. Sau khi loại bỏ vầy thì cắt bỏ nội tạng rồi rửa sạch. Cắt thịt cá do kỹ năng dùng dao điêu luyện chẳng. Mấy chốc thì được tách ra khỏi xương. Các phần khác nhau của con cá cũng cần được tách nhỏ. Sau khi loại bỏ ra cá, dùng rong biển làm loãng độ ẩm của cá, đồng thời làm tăng thêm mùi vị của hải sản. Cho muối vào nước khuấy đều, đổ thêm đá xay. Cắt một đường ở giữa con cá đã được làm loãng. Đổ nước sôi lên thân cá, nước nóng hàng trăm độ khiến cá ngay lập tức cuộn tròn lại. Cho cá vào nước đá tra rửa. Chỉ khi trải qua hai môi trường nóng lạnh tương phản, thịt cá mới có độ đàn hồi. Cá hồi phi lê cũng ngâm trong rong biển, nhưng chất lượng thịt cá hồi trông rất hấp dẫn. Nó đặc biệt hiệu quả với những người kén ăn. Giá trị dinh dưỡng của nó cũng tốt hơn loại cá bình thường. Rắc chút muối ăn lên trên, phun thêm ít nước phủ lên rong biển và chờ nó ngâm. Cá biển khác nhau thì mùi vị và độ tươi cũng khác nhau. Món hải sản đơn giản không thể thỏa mãn yêu cầu của từng thực khách. Cá ngừ kích thước lớn chỉ có thể mua từng bộ phận để nấu. Giá cả từng bộ phận cũng khác nhau. Đây là phần thịt ngon nhất ở cá hồi, màu sắc rất tươi mới. Phần dưới là thịt nạc, khi ăn sẽ cảm nhận được sự dai giòn. Kỹ năng dùng dao điêu luyện rất cần thiết cho đầu bếp. Các món ăn kèm cũng được đầu bếp chuẩn bị chu đáo. Thực khách được thưởng thức là loại gạo tepun. Hào hạng khi nấu thêm chút muối cơm sẽ mềm hơn. Nấu cùng rong biển làm cơm có mùi vị biển cả. Cơm nấu bằng nồi áp suất sẽ ngon hơn nhiều. Thực khách đều rất yêu thích cơm. Khi chín, có thể đem đi phân chia cá trình đã qua chế biến. Có thể mang lên bếp than để nướng. Dưới nhiệt độ cao của bếp, nướng rất nhanh, cá trình đã chín và có mùi thơm. Miếng thịt mềm trông rất bắt mắt. Trong khi nướng phải liên tục lật đều hai mặt. Chờ tới 10 phút, phần dầu trên cá trình bắt đầu sôi lên. Kỹ thuật nấu ăn tốt nhất là quá trình nung ở nhiệt độ cao nhất. Cá trình nướng chín 8 phần là được. Nước sốt chuẩn bị trước đó có thể sử dụng cho món ăn. Không nên xem thường giá trị dinh dưỡng của tương đen. Sau khi nhúng cá trình vào nước sốt thì đem nướng lần nữa để cho nước sốt ngấm vào thịt. Nướng ở nhiệt độ cao, nước sốt và mùi vị của cá trình hòa quyện vào nhau, khiến cho miếng cá cũng có vị. Để cho cá trình và nước sốt quyện vào nhau thì phải nướng nhiều, lần nướng hơn 20 phút. Cá trình thơm ngon cuối cùng cũng ra lò. Đem thịt vừa nướng xong cắt thành từng miếng. Qua màn hình chắc các bạn cũng ngửi thấy mùi thơm. Tôi không thể chịu được sự cám dỗ này. Nước mắt đã sớm trào ra từ khóe miệng rồi. Thêm một ít nước sốt lên cơm, sau đó đem cá trình đã thái xong để vào. Đây là món không thể thiếu. Thái cá thành từng lát mỏng. Lát cá ngừ này nhìn rất giống với thịt gà. Cá chép cũng thái lát. Thịt cá có màu sắc khác nhau rất bắt mắt. Những loại cá khác nhau đều phải thái lát. Bây giờ bóc miếng cá hồi được bọc ra. Tiếp đó sẽ dùng nước rửa sạch, đặt lên giấy thấm nước rồi đem thái lát. Sau đó để vào tấm mảnh tre. Có rất nhiều loại cá để thực khách lựa chọn. Tùy theo khẩu vị. Đặc biệt là phần cá ngừ này nhìn rất béo ngậy, nhưng ăn lại không bị ngấy. Khi đầu bếp thái lát cá thượng hạng này cũng phải vô cùng cẩn thận để không có chút sơ suất nào ảnh hưởng tới chất lượng món ăn. Những miếng thịt cá được thái ra vô cùng đều đặn. Những loại cá khác nhau sẽ có cách thái khác nhau. Đối với loại thịt thô này chỉ có thể cắt hình hạt liệu nhỏ. Nó còn có cách ăn khác. Với các loại cá còn lại phải cho thêm củ rau, gia vị rồi khuấy đều mới có thể có hương vị ngon nhất. Nhà hàng cao cấp đương nhiên không rẻ. Số lượng thực phẩm tuy không nhiều nhưng thực phẩm đa dạng. Phết nước sốt lên bề mặt cá, sau đó hun qua bằng nhiệt độ cao. Như vậy cá sẽ chín một nửa. Những suất cơm khác nhau sẽ có cách trang trí khác nhau. Những miếng cá chín một nửa và miếng cá còn sống mới có thể đáp ứng nhu cầu của thực khách. Suất cơm này, cách sắp xếp này không biết mọi người có thích không. Tất nhiên không thể thiếu đồ ăn kèm và wasabi rồi. Có điều khẩu phần ăn này có vẻ khá nhiều. Cuối cùng là trứng cá muối. Nếu ăn được thì sẽ cảm thấy rất ngon. Món ăn này rất tinh tế, giá thành cũng khá cao.
Món ăn ở đây khiến bạn có cảm giác lạc vào đại dương. Vậy chỉ cần bạn có tiền muốn thưởng thức món ăn cầu kỳ, không khó cảm nhận được nhiều hương vị khác nhau. 6D ông đến đây là hết rồi. Lưu ý nội dung trong 6D ông đã được thêm biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những 6D ông tiếp theo.